Chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Quay trở lại với video tuần này, mình sẽ giới thiệu tới bạn một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao mới ra mắt của nhà Season. Ngoài khả năng xem giờ cơ bản, đồng hồ bấm giờ còn cung cấp nhiều tính năng khác và rất thu hút thị hiếu của những người đàn ông. Họ đánh giá cao chức năng bấm giờ và những lợi ích của nó mang lại. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ của đồng hồ bấm giờ là không thể phủ nhận. Các nút và mặt số phụ bổ sung trên mặt số đồng hồ tạo ra một thiết kế cân đối và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Và để hiểu rõ hơn về chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao thú vị như thế nào, chúng ta cùng xem qua mẫu đồng hồ Season AN3680-50A. Đồng hồ bấm giờ thể thao có lịch sử phong phú và ra đời từ đầu thế kỷ 19. Ban đầu chúng được thiết kế cho mục đích khoa học. Nó đã phát triển thành một công cụ có giá trị cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả hàng không và thể thao. Rất nhiều thương hiệu cho ra mắt những chiếc đồng hồ bấm giờ của mình hướng đến đối tượng khách hàng là nam giới sử dụng chức năng bấm giờ và cả những người coi đồng hồ bấm giờ như một phụ kiện đầy phong cách. Season cũng không ngoại lệ, hãng đồng hồ Nhật Bản luôn đi đầu về công nghệ này cũng cho ra mắt những dòng sản phẩm của riêng mình. Hầu hết là các sản phẩm dành cho phân khúc tầm trung với nhiều tính năng và độ chính xác cao. Chiếc Season AN3680-50A mang phong cách thể thao mạnh mẽ và thiết kế trẻ trung hiện đại. Khi sử dụng chiếc đồng hồ này, bạn có thể kết hợp mặc trang phục cho một dịp trang trọng hay lựa chọn phong cách giản dị cho những ngày đi làm, thì đồng hồ Season này dễ dàng kết hợp tốt với nhiều phong cách khác nhau. Đó là nhờ thiết kế linh hoạt của nó, đồng hồ có vỏ và dây đeo được làm bằng thép không gỉ 316L màu bạc, mặt số màu bạc và khung bezel màu đen nổi bật. Đồng hồ kích thước mặt số là 44mm, độ dày là 11,6mm, với size 44mm phải những bạn có chu vi cổ tay từ 17cm trở lên mới có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Mặt đồng hồ được trang trí bằng thang đo tốc độ tachymeter trên viền màu đen. Ba mặt số phụ bấm giờ được thiết kế đẹp mắt ở vị trí 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ để đo thời gian trôi qua. Cửa sổ ngày gọn gàng ở vị trí 3 giờ. Chức năng bấm giờ trong đồng hồ Season vượt xa khả năng hiển thị thời gian đơn thuần, cung cấp các tính năng thiết thực như đo thời gian đã trôi qua và khả năng phân tách thời gian. Ở bên trong, đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi bộ máy thạch anh Season Calibre 0510, đảm bảo cho đồng hồ hiển thị thời gian chính xác, mức độ bảo trì thấp và tuổi thọ cao, đảm bảo rằng bạn luôn đúng giờ trong công việc hàng ngày mà không cần điều chỉnh thường xuyên. Mẫu đồng hồ này có khả năng chịu nước lên đến 13, tức là bạn có thể rửa tay đi mưa thoải mái khi trang bị em nó. Bảo vệ mặt số là kính khoáng cứng, mặc dù không có khả năng chống trầy xước tốt như Sapphire, nhưng nó có khả năng chống va đập tốt, cùng khả năng bảo vệ đầy đủ cho việc sử dụng hàng ngày. Cam kết của Season về độ bền được thể hiện rõ qua kết cấu chắc chắn của Season AN3680-50A từ vỏ cho đến bộ máy bên trong. Mẫu đồng hồ Season này dễ dàng vượt qua các ranh giới về phong cách, khiến nó trở thành người đồng hành lý tưởng của bạn trong nhiều dịp khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu đồng hồ bấm giờ linh hoạt trong tầm giá khoảng 4 triệu, thì mẫu đồng hồ Season AN3680-50A chắc chắn đáng để bạn cân nhắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.